đôi lời càng hỏi táo quần ông. Sắp tin về chầu thượng giới không, nếu có việc trần tâu thẳng lẽ đừng như những kẻ bén hơi đồng. Đêm ngồi nghĩ hồi thăm ông táo sổ sách trần, ông tin đã xong chưa? Năm canh thần nhiều trận gió mưa, cho những loài trăm cây cùng ngàn đắng. Còn một tháng trong coi dài dằn, chắc hăm ba theo lễ cùng chầu trời. Đêm nay trò chuyện với tôi chơi, thêm dặn trước ít lời ông xin nhớ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chương trình thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo tại Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phong. Hôm nay ngày 28 tháng 8 năm 2023, nhằm ngày 13 tháng 7 năm Quý Mão. Kính thưa quý quan khách và chư quý đồng đạo thân mến, hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm với hội trường buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, tôi tên Nguyễn Hậu Giang, trị sự viên Ban Phổ Truyền Giáo Lý Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phong, trước tiên tôi xin thay mặt Ban tổ chức và Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phong trân trọng kính đến quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào đoàn kết và lời chúc tốt đẹp nhất. Nam mô A Di Đà Phật. Để đi vào chương trình thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay, mở đầu là nghi thức tuyên bố lý do. Kính thưa quý quan khách và chư quý đồng đạo thân mến, căn cứ luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016, căn cứ chương trình đạo sự của Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhiệm kỳ năm 2019-2024, căn cứ chương trình đăng ký hoạt động tôn giáo của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phong, tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo theo nhu cầu của tín đồ muốn tìm hiểu giáo lý, giáo luật, lễ nghi của đạo để tu học đúng theo tôn chỉ giáo lý được chính quyền địa phương chấp thuận, được sự thống nhất phân công giáo lý viên của Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Hôm nay Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phong tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo cho giáo lý viên Ban Phổ Truyền Giáo lý Ban trị sự Trung ương đảm trách, đó là lý do buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay đề nghị hoan nghênh. Giới thiệu thành phần tham dự. Đến tham dự buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay, ban tổ chức trân trọng giới thiệu về đại diện chính quyền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Châu Phong. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phan Văn Năng, chức vụ cán bộ phụ trách văn phòng Ủy ban Nội vụ Tôn giáo xã Châu Phong, đề nghị quan anh. Về ban dân ấp, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Võ Ngọc Tam, chức vụ trưởng ban dân ấp Vĩnh Lợi 1, đề nghị quan anh.
về phía trung ương, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị giáo lý viên hôm nay, ông Phan Chí Tâm và bà Trần Thị Phương Kiều, là giáo lý viên của Ban Bộ Truyền Giáo lý Ban Trị sự Trung ương, đề nghị quan ninh. Trong này để luôn hai người. Chúng tôi đại diện Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phong, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông trưởng ban Trương Văn Điệp, Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phong, và các ban trị sự các xã, phường, thị trấn lân cận, là các vị giáo lý trị sự viên của các ban trị sự trong và ngoài phần thị xã cũng đồng về đây tham dự, đề nghị quan ninh. Và đến tham dự còn có các quý vị trong ban trị sự, các bộ phận phụ trách hậu cần, âm thanh, ánh sáng, trật tự, tiếp tân, và các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, chư quý đồng đạo cũng đồng về đây tham dự, đề nghị quan nghiêm chung. Kính thưa quý vị, tiếp theo là phần nghi thức tôn giáo. Kính mời toàn thể quý vị tiến lên, chúng ta hướng về đại đài làm lễ nghi thức tôn giáo. Mời quý vị trang nghiêm hướng về đại đài kính lễ Đức Phật, kính lễ kính. Thôi, kính lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ, kính lễ kính. Dạ thưa xong, kính mời quý vị an tọa. Kính thưa quý vị, tiếp theo phần 2 là phần nội dung của chương trình đọc diễn văn khai mạc. Để đi vào phần nội dung buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay, ban tổ chức trân trọng và kính mời ông Trương Văn Điệp, chức vụ trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phong, đến phát biểu khai mạc buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách, đại diện cho chính quyền cấp xã và ấp, kính thưa nghị vị giáo lý viên Ban Phổ Truyền Giáo lý Trung ương, Ban Trị sự Trung ương, kính thưa các nhà mạnh thường quân, kính thưa các ban trị sự xã, phường, thị trấn trong địa bàn thị xã Tân Châu và các xã lân cận về đây tham dự. Kính thưa quý đồng đạo nam nữ xa gần trong và ngoài xã về đây tham dự trong lễ thuyết giảng hôm nay. Kính thưa quý vị, đại diện Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo được sự cấp hôm nay ngày 13 tháng 7 năm Quý Mão 2023, được sự chấp thuận của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và sự cho phép của các cấp chính quyền, chúng tôi Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phong tổ chức lễ thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Nhận thấy quý vị về đây tham dự đông đủ là niềm vinh dự cho chúng tôi, giúp cho buổi lễ thuyết giảng tăng thêm phần long trọng. Về lời nói đầu tiên, chúng tôi ban tổ chức gửi đến liệt quý vị lời chào mừng kính cẩn và sự biết ơn sâu đậm nhất và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Thưa quý vị, đạo Phật giáo Hòa Hảo khai sáng vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, trải qua 84 năm đồng hành cùng dân tộc, vẫn tồn tại và phát triển là nhờ giáo pháp chân truyền, bắt nguồn từ giáo lý chân truyền của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, được Đức Huỳnh Giáo Chủ quy nguyên và chánh ngưng Phật giáo. Ngài từng thấu lộ: ta thừa dân sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp, hoặc đạo vô vi của Phật Tăng Trần nói theo chí Thích Ca ngày trước, cho nên ngài mới kêu gọi cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng giới tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân dình đạo,
hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Đối với tín đồ, Ngài xác định toàn thể trong đạo chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ học Phật tu nhân vậy. Về học Phật, Ngài khuyên dạy tín đồ khá chí tâm học hành kinh sám thoát nơi miền hạch tâm phong ba. Về tu nhân, Ngài dạy hãy giữ vẹn tứ ân, nhưng trước hết phải tránh tâm nghiệp và chừa thập ác. Cho nên người tín đồ Phật giáo bảo, ngoài công việc cao tâm luyện tánh cho mình, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho chân, còn phải lo đối nhân sự thế, sự sự tiếp vật, nhất là phải cần mẫn báo đáp tứ ân. Ngài cho biết đến ngày biển cạn non mòn, tứ ân đã trả chẳng còn tội căn. Kính thưa quý vị, bốn chương trình đạo sự của Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Bảo đề ra, đó là kiện toàn tổ chức giáo hội, phổ truyền chánh pháp, đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội và giữ gìn sự trong sáng vốn có của nền đạo. Thì công tác phổ truyền chánh pháp là trọng điểm, không thể thiếu được. Chánh pháp có được phổ truyền, nền đạo mới được phát khai rực rỡ. Nó tạo cho sự hiểu biết chân chánh của tín đồ được thực hành đúng đắn, đưa đến kết quả tốt đẹp. Cho nên hôm nay chúng tôi được phép tổ chức lễ thuyết giảng nhằm mục đích phát triển nền đạo pháp của Đức Tông Sư và đáp ứng nhu cầu tu học của tín đồ trong xã. Đến đây tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc lễ thuyết giảng Giáo lý Phật giáo Bảo lần thứ 3 năm 2023. Sau đây kính chúc quý quan khách được giàu giàu sức khỏe và thành đạt. Kính chúc quý đồng đạo thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm như thành. Trân trọng kính chào. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi xin chân thành cảm ơn ông Chu Nhân Điệp vừa đọc lại phần diễn văn khai mạc buổi thuyết giảng Giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay. Tiếp theo chương trình là chúng tôi xin trân trọng kính mời cô Trương Thị Thơ, chức vụ ban phổ truyền giáo lý, đọc lại bài Sứ mạng của Đức Thầy. Chúng tôi xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép quỷ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên, nhưng mà thử nghĩ sinh trong dòng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mây phen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm quyền thâm. Lòng mê si đã diệt, sự dị kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh, trải bao đời giúp nước dùa dân cũng đều mãi sinh cư nơi đất gì. Những tiền kiếp giàu sống cũng là dân quan đất Việt, giàu thác cũng quỷ thần đất Việt chứ bao liền. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật pháp, gọi nhận ân đức Phật lòng đã quảng đại từ bi. Thêm về nỗi cảnh quốc phá gia vong, mai quyền cơ đã định, lòng thương trăm họ dướng cảnh đồ lao, chi sĩ xót thương chúng sanh gian khổ. Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục, lăn lộn chốn mê đồ,
mà chẳng quản thân giúp thế cứu dân, dòng thân dĩ quốc. Huống chi nay cơ màu đà thấu tỏ, sớm chiều hầu chân Phật nghe kinh. Ngào du tự hài dạo khắp tiên bang, cảnh an nhàn của người liễu đau. Muôn ngày vô sự lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hầm trần đang chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ai chưa chăng thương bất tinh tới hồi tai qua. Phật Vương đã chỉ rõ mái diệu quyền chuyện lập hội long quang, chọn những đấng tu hành cao công hoàng để ban cho xứng vị xứng ngôi. Người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phong thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thiên tàu đã xét định khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ quân này sai mê vật dục chìm đắm trong biển lợi danh gây nên nghiệp hòa. Lực trời đã chỉ tội xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều. Chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế. Trước ra công cứu khổ, sao chỉ rõ cơ quyền. Khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu cái tà quy tranh, thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn, để kiếp đến long qua chầu Phật. Trước biết rõ lực trời thương phạt cùng hữu duyên, nghe Phật pháp nhiệm màu, kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả. Sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình, bởi đời này pháp môn bế mạc thánh đạo tranh du. Người tâm trí tối đen đời lắm ma dương khuấy rối, ta là một trong các vị cứu đời ấy. Ai liệu đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trở tê nhân dân. Vì thể lòng từ bi bác ái cùng thù đáp những linh hồn đã trở duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão ta quá hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp mà tưởng rằng có thượng sát cởi đồng, chớ có về đâu chuyện kiếp đã từ lâu chờ đến ngày ra trở thế. Nên phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam, trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn gây gốc thiện duyên cùng thầy to. Dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh, để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh, mà cảm lòng từ bi của chư vị giới trăm quan. Thảm thiết lê dân lầm than thống thiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên. Nên kẻ xa xôi từ dân chẳng tới, người lang diền tiếng kể nhàm tay. Đến chung tuần tháng tám, ta cùng đức thầy mới ta hiểu khùng điên. Mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần đều rõ biết. Hầu ăn năn cải quá làm lầm, còn kẻ chỉnh tâm, còn kẻ chẳng tỉnh tâm, sao đền tội cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bao. Vẫn biết đời lan xa không chỉ phép nước nghiêm hình, dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích. Nhưng mà ta nghĩ nhiều tiền kiếp ta cũng hy sinh vì đau, nào quản sát thân.
kiếp chót này đây, hạ lại tới chi thân phàm tục, sống vì tình cốt nhục tương thân, cũng ủng hộ chở che cho xác phàm bớt nổi cực hình. Bạc Liêu ngày 18 tháng 5 Nhâm Ngũ 1942. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn cô Trương Thị Thơ vừa đọc lại sứ mạng của Đức Thầy. Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình là đến bằng đọc 8 điều răn cấm. Chúng tôi xin giới thiệu, kính mời ông Trần Văn Bảo, chức vụ thư ký của Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phong đến thành lòng đọc lại. Trân trọng kính mời ông. A Di Đà Phật. Lời khuyên bọn đạo, khi đã có giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình lầm lỗi thì dứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, ác thiện, chơi bời theo đàn điếm. Phải giữ cho tròn lương lý tam can ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chân dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và xu phụng kẻ giàu sang phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa, vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần, nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền, vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi diêm vương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường, đói rất tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng chọn lành chọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu giấc chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc dẫn việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo pháp thường hay dung giới hòa, xét người cho tột xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Nam mô A Di Đà. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Trần Văn Bảo và thư ký của Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phong vừa đọc lại 8 điều răn cấm. Trần Thị Đệ Thanh và Nguyễn Thị Trợ đến đây để đọc lại một đoạn sấm giảng để bắt nhịp cầu vô cảm buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay. Trân trọng kính mời các cô đọc giảng viên của Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phong. Nam mô A Di Đà Phật. Lòng buồn gặp kẻ xa xôi, lòng lá đơn chốn buồn mỏi dình. Tìm kiếm mãi
nay gặp bạn tri âm mẹ tri kỷ cho những điều thiện mỹ cô lai. Đừng nên sớm dội lờ phai xe dây cho chặt mà này tanh linh. Nền đạo đức đức thần chờ mát có thuyền từ đưa đất non tiên cứu người hổ phước thiện duyên dài chân đường làm hồ binh mấy lời dặn bảo đinh ninh gắn ghi và chám giả long đình được mùi đảo diệu gói nem hoa sắc chốn trà đình xa lánh vạn lai tố hành nào luận mạng trái miệng nền đạo đức vì từ bất nhà ta đừng phân nhân ngã mới hay nhìn đời thế thay đổi thay hết dinh nà tới nhục lẽ này thường xưa đời dân chất văn minh chịu chuộng vì thời lai vẫn bị trải qua lòng sắt son đây đó nọn nà tâm não bất bê tha chẳng mơ trời tu với tình bảo toàn thân thầy giữ đừng mòn linh tánh môi nội bút nghiêng phần lao càng bài câu diệu lý cơ quyền khó kim xa chi khe dùng lời bao biếm chế điên khùng
tụng ca tạo duyên và phạm gian thân già chớ lấy đó mà tâm buồn ba hiệp hòa nhau chờ đợi năm non kìa ơi ai giữ khoảng cho tròn sao huynh để có ngày hòa hiệp Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn hai cô đã vừa đọc qua một đoạn sấm giảng để bắt nhịp cầu vô cảm buổi thuyết giảng hôm nay. Để bắt nhịp cầu vô cảm, chúng tôi xin trân trọng kính mời các cô đọc giảng viên của Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phong đến đây để thành lòng đọc lại một đoạn giảng. Nam Mô A Di Đà Phật. Mới giới tình nhận ra là thấy dưỡng trần ngủ mãi ngủ hoài thức dậy mà thầm đào kiếm bài để thi cử khỏi mang tiếng rớt miệng miệng kêu không mà gấp mà nào ai có thức dậy tầm ta nghĩ suy cũng bắt hồ thầm nên than thở cùng trần ít tiếng sáng suốt như đài nguyệt tiếng tành trong như nước mít mùa xuân nếu không tu chừng khổ cùng bưng đừng có chấp sao không gì từ nhỏ tôi đến người chân lão mắt trong dòng sanh tử luân hồi xuống diêm đình thấy tội hời kỳ xa tối nay còn một mơ lúc sao chẳng tu đặng có hướng nhờ gặp giáng kinh trần
trần. Nói theo chí Thích Ca ngày trước, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cô vừa đọc lại một đoạn giảng của thầy. Thưa quý vị, tiếp theo phần 3 là phần bế mạc. Phần này chúng tôi xin kính mời ông Trương Văn Thông, chức vụ thủ bổn của Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phong, đại diện ban tổ chức đến phát biểu đáp từ bế mạc buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Vì lời nói đầu tiên cho phép chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các nhà mạnh thường quân. Một là gia đình của chị Sao Le tài trợ trong chương trình thuyết giảng này 10 triệu. Và xin cảm ơn gia đình của chị Bích Mai ở xã Vĩnh Sương giúp chúng tôi 5 triệu. Và gia đình của chị Úc Sung là trại cây giúp 1 triệu rưỡi. Thì xin cảm ơn gia đình của chị Úc Đoan giúp 600 ổ bánh mì. Và trân trọng cảm ơn đoàn quay phim của phường An Bình A đã tài trợ trong chương trình quay phim. Và tất cả cô bác giúp thực phẩm khác. Vậy thay mặt ban tổ chức trân trọng cảm ơn. Sau đây có vài lời đáp từ của ban tổ chức. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý khách đại diện cho chính quyền địa phương các cấp, kính thưa hai vị giáo lý viên của ban phổ truyền giáo lý trung ương, kính thưa các ban chỉ sự các xã bàn phường thị trấn trở về đây tham dự trong chương trình thuyết giảng, và kính thưa các nhà mạnh thường quân cũng tài trợ và trở về đây trong chương trình thuyết giảng hôm nay, kính thưa các tổ từ thiện nhân đạo, các đoàn cầu nguyện cũng đồng trở về đây tham dự, và kính thưa quý cụ ông, quý cụ bà cùng là tín đồ chân tu tâm đạo trong xã nhà Châu Phong kính mến. Kính thưa quý vị, đã trải qua hơn 3 giờ của buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo tại ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phong của chúng tôi. Quý vị đã ngồi trang nghiêm dưới mái đạo tràng làm tăng thêm của buổi truyền bá Phật pháp. Kính thưa quý vị, Đức Phật Thích Ca ra đời cách đây 25 thế kỷ mà chánh pháp của Đức Phật vẫn còn sáng ngời rực rỡ như minh châu, đó là nhờ sự truyền thừa của 33 vị tổ sư. Và cũng nói thế giới mà Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo cho biết rằng ta thừa dưng xác lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Thế nên việc truyền đạo của Ngài rất là khổ khó, nên Ngài thổ lộ rằng lòng sầu duyên hãy nên nguôi bớt, đừng thở than bạn đến lòng ta để cho Thầy đi dạo ta bà, đặng dạy kẻ đường xa chưa rõ, nay dừng bụi có người mở ngõ thì nói theo dấu thỏ đàn dê. Tuy đã được Đức Thầy mở ngõ cho tín đồ, nhưng không thể nào hiểu hết giáo lý siêu mẫu ấy, bởi vì vô thượng thẩm thâm dĩ truyền. Cho nên cần có sự thảo luận và thuyết giảng để mỗi tín đồ được mở rộng kiến thức hầu tiến tu giải thoát. Kính thưa hai vị giáo lý viên của ban phổ truyền giáo lý trung ương, quý vị đã thực hiện bổn phận cao cả làm sáng danh đạo giảng danh thầy, bởi vì truyền pháp là một công đức rất lớn, cũng là một cái hạnh tu cao nhất. Nếu giờ bỏ phần sự ấy thì tôn giáo sẽ mất hết trách nhiệm và bị sụp lùi để âm thầm đi vào tán giảng. Là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì ai cũng thừa hiểu rằng tầm quan trọng của pháp đối với người tu hành ví như mặt trời đối với muôn loài vạn vật. Nếu thiếu đi ánh sáng và khí trời thì muôn loài vạn vật sẽ càng cõi hao mòn và tàn hoại. Hôm nay các vị đã hy sinh đời mình, bỏ đi tất cả những danh lợi tài sắc mà chỉ biết chí tâm để học hỏi truyền bá giáo lý của Đức Thầy. Quý vị đã tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được keo rễ khắp nơi nơi trong ba tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại và không đắc tội với cái đời sau vậy. Kính thưa toàn thể chư vị đồng đạo kính mến, buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay được thành công tốt đẹp là nhờ về phía chính quyền giúp đỡ về an ninh mọi mặt, nhờ hai vị giáo lý viên thuyết giảng thâm trầm lưu loát dễ hiểu dễ nghe, nhờ các ban trị sự các nơi trở về đây ủng hộ với mấy đạo tràng, nhờ các nhà mạnh thường quân đồng tài trợ trong chương trình thuyết giảng, nhờ các bộ phận trụ phòng tiếp tân tiếp đại âm thanh ánh sáng đã trợ giúp, cho nên buổi truyền bá Phật pháp tại ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phong được thành công tốt đẹp là nhờ các công đức quý vị đã dành cho ban tổ chức chúng tôi trong ngày hôm nay. Vậy một lần nữa, chúng tôi đại diện cho ban trị sự
cũng như ban tổ chức chân thành cảm ơn đa tạ các công đức mà quý vị đã dành cho chúng tôi trong ngày hôm nay. Cuối cùng cũng không quên nguyện cầu hồng an tam bảo, quang linh của Đức Phật Đức Thầy đồng chiếu trì gia hộ cho tất cả quý vị quan khách thì được dạng chuyên lành, chứ quý đồng đạo thì được thăng tâm thượng an lạc bồ đề tâm tinh tấn đạo quả tống viên thành tu hành mau đắc quả, đợi chờ ngày Đức Thầy trở gót chúng ta đồng diễn kiến Đức Tôn Sư. Đến đây xin dứt lời lễ phép kính chào toàn thể chúng đồng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi thay mặt quý quan khách và chú đồng đạo rất chân thành cảm ơn ông Trương Nhân Không là thủ bổn của Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phong có đôi lời đáp từ hết sức là ân tình nồng hậu và ý nghĩa. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị, tiếp theo là phần sau cùng bế mạc buổi lễ, kính mời toàn thể quý vị chúng ta đứng lên hướng về lễ đài, một phút trang nghiêm kính lễ Đức Phật, kính lễ kính thôi kính lễ Đức Thầy, kính lễ kính. Dạ thưa xong, và dạ, thay mặt ban tổ chức ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phong rất chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã đến đây ủng hộ chương trình thuyết giảng hôm nay, và sau cùng kính mời quý vị nhín lại ít phút thời gian để dùng với ban trị sự một buổi cơm thân mật. Xin trân trọng kính mời. Làm vui mà dùng chai thanh khiết, bát canh rau ba chấm tương chao, cơm trắng và thật mau. Này cơm trắng ngần bay mùi thơm ngất ngây, lòng mang ân dày bác nông phu cây cày. Này rau xanh màu mưa nắng tháng ngày ra con, muôn loài vui sống không lo hận thù. Ai muốn cho tâm thanh nhàn thì ăn chay đi sẽ biết, lòng thanh thái mặc đời thay đổi, đường ta đi ta cứ đi, đã quyết nói gương từ bi thì bận lòng chi ân. Sao trái lành quăng cây, đừng mong đến già khi tuổi xuân chóng qua, cùng gieo duyên lành nếu tâm quay về. Về nương mong Phật, nương Pháp giới, về nương Tăng, nương nhờ tâm bao hoa sen nở bừng. Làm vui mà dùng chai thanh khiết, bát canh rau ta chấm tương chao, cơm trắng và thật mau. Này cơm trắng ngần bay mùi thơm ngất ngây, lòng mang ân dày bác nông phu cây cày. Này rau xanh màu mưa nắng tháng ngày ra